Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Stick Cua. Và hôm nay, như ở tập trước thì mình đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ hay là các màn chơi rồi. Nên chúng ta sẽ chơi cái kiểu gọi là Oreo đi. Sẽ test cái trang phục này. Hấp thụ sinh lực có nghĩa là hút máu đấy. Trang phục này có tên là Ma Cà Rồng mà. Miễn nhiễm độc có thể miễn nhiễm sát thương độc. Sát thương bắn văng lính do người dùng điều khiển. À, có thể đánh văng lính à. Mà hôm nay chơi sẽ là màn lính giáo. Và cốt truyện đây thì chắc hẳn ai cũng biết rồi, mình đã từng đọc cho mọi người rồi. Khi mà mình dùng cái trang phục này thì con linh kiếm này của chúng ta nó sẽ có khả năng hút máu và miễn nhiễm sát thương độc, và đặc biệt nó sẽ có khả năng hất tung, gọi là đẩy văng đối phương khi mà mình điều khiển. Và ok, con này con linh giáo à. Nó xiên chỉ được 8 máu một lần nữa. Chết rồi. Hôm nay mình sẽ chơi full kiếm nhé. Cũng gì lại cũng không phải là cách nhỉ. Mình nhớ là mình biết cách dùng cho nhảy lên nó chém à. Lên điểm. Đúng rồi, hất lên, lên. Úi dồi ôi, xịt rồi. Bây giờ toàn xịt thế nhở. Mình sẽ chơi một binh đoàn kiếm luôn. Chiều hôm nay chúng ta sẽ test cái trang phục này thôi. Trang phục cũng chưa phải là full level. Ôi, như mọi người thấy thì mình đang chém mà mình có thể hút máu không? Ôi giời ơi. Trúng rồi, nhưng mà chúng ta mất nhiều máu quá. 144. Khi mà nó không dùng khiên nó đỡ thì 144. Ui. Đó. Ta sẽ xem lối xuống quân người ta. Tôi chiến luôn là gì nữa. Rồi. Đấy. Từ phía sau. Thì nó cũng tiếp viện. Phá luôn cái trụ ấy. Trong 3 phút chúng ta sẽ mở khóa linh giáo và nó sẽ hướng dẫn chúng ta kỹ năng này. Và cái con kiếm sĩ của mình thì xem nào, mình sẽ lâng cho nó sát thương đi, lấy thêm một cái sát thương nữa nhỉ. Và cái kiếm nó sẽ khỏe rất là nhiều. Cái này sẽ sau màn linh giáo. Kiếm sĩ phản công trong nỗ lực tranh giành đất đai. Lượng kiếm sĩ còn lại đang dồn lại để tấn công bạn. Nghe thì rất có vẻ là ấu rồi ôi. Ui, đông thế. Đông thế này thì chết rồi. Mình sẽ chỉ chơi kiếm sĩ thôi nhá. Rồi. Không hết lên được. Như phải có mục tiêu chứ. Ui, nó đuổi luôn á. Tôi đuổi thật. Nuôi con. Nó đuổi thật anh em ạ.
nghịch nghịch ngu một tí mà thôi, nó đuổi thật là kiếm sĩ. Rồi full, cái kiếm nhìn mọi người nhìn cái kiếm của nó nhá. Rồi nhìn chiến không? Nhìn có ố rồi không? Bây giờ màn này màn phù thủy. Và tất nhiên rồi. Mình sẽ lại chơi full kiếm sĩ tiếp cho mọi người. Quả vừa xong nhìn chiến nhỉ, quả vừa xong một phát thắng luôn ạ. Căn bản vì cái bọn kiếm sĩ của mình là nó có cái trang phục này ấy thì là nó sẽ có cái khả năng là hút máu nên là nó trâu lắm. Rồi, mình sẽ là sang chi bẩn. Mọi người biết chi bẩn là chơi gì không? Hiện tại thì quân của chúng nó làm gì có quân đâu, chúng nó mới chỉ là đừng có bắn em. Đừng có bắn. Úi giời. Quân nó sẽ không đào được vàng. Cứ thả quân ra là mình chém. Úi giời ơi, bắn xa thế. Úi dồi ôi. Úi dồi đau thế. Công nhận là cũng úi dồi ôi đấy. Không ngờ mình cũng có quân gọi là quân gì nhỉ? Gọi là nhờ quân dự bị. Quân gì? Có quay lại không? Mai xiên là chết. À đau. Mình hút máu nhưng mà thôi mình cũng chết rồi á. Chết nhanh quá nhỉ. Mình cần thêm thật nhiều vàng. Mình sẽ xây dựng một đội quân gọi là đội quân chiến kiếm sĩ. Có một ông bảo là cùng bạn một fan của mình trên YouTube đã bảo là đã bình luận là chơi toàn kiếm sĩ, đấu ải thừa, đấu ải khó luôn, chỉ dùng mỗi kiếm sĩ thôi. Công nhận là mình cũng đã thử rồi và nó rất là ối ôi đấy. Kiếm sĩ này đúng là rất khỏe. Với lại mình còn có cái trang phục gọi là cái trang phục gì nhỉ, trang phục Rampy gọi là Macaron, có khả năng hút máu rất là nguy hiểm. Đừng chém từ đằng sau là sẽ được ít đôi sát thương và đúng thật nó được ít đôi sát thương. Đấy, mình dùng kỹ năng bổ kìa. Đấy. Bổ 3 lần liên tiếp kìa. Còn tiếp viện vào đây có xin bố rồi ôi dồi ôi. Úi dồi ôi. À, nó không đánh được gần, thế tìm nó chết rồi. Thế này thì nó bị ố rồi ôi với tao rồi. Này thì ố rồi ôi. Úi dồi ôi. Mình xin nhá. Chúng ta nhận được một cái hòm, chúng ta sẽ ra mở hòm xem úi dồi ôi như thế nào. Chúng ta mở khóa được cái đội quân phù thủy. Và chả còn dí lần nữa. Mình sẽ úi dồi ôi vào cái con này. Vào trong cửa hàng xem nào. Dương, đúng rồi dương, mình sẽ corner. Cứ 20 sao là chúng ta sẽ nhận được một cái dương. Và chúng ta sẽ cùng mở dương xem trong này có cái úi dồi ôi gì không. Cho tao trang phục, cho tao sẽ úi dồi ôi cái trang phục ghê á. Cái trang phục ghẻ này lấy làm cái gì? Trang phục ghẻ này mình có rồi. Cửa hàng này mình có 2500 kim cương. Và ui bên này có nhiều cái Kai Rider. Mọi người có biết God Rider không? Có nghĩa là ma tốc độ ấy. Kai Rider này cũng thuộc dạng như kiểu là cái thằng dở hơi đấy đấy. Và cái con Stone Gian này. Stone dịch ra nghĩa là đá, người khổng lồ đá. Theo như mình dịch ra ở cái Stone Gazan này, có nghĩa là summon ra một Gigalix Dead, có nghĩa là một người chết gì gì đấy. Và nó được trang bị các cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi
là cái tàn tích của cái, mọi người biết biết cái tượng của Spethorn không? Đấy, cái tượng đấy, đó là cái khiên và cái mũ của cái tượng Spethorn đấy sẽ được con zombie đụng. Có nghĩa là mình mua mua một cái này. Thôi để lúc nào review xong mình mua nhá. Ok, video của game hôm nay xin được tạm dừng tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau và đừng quên cho mình xin một like và một subscribe kênh. Bật chuông thông báo, chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.